khu vực quý. Lúc này trên sân trường là không khí tưng bừng, náo nhiệt với những ánh mắt tươi vui, những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các em học sinh. Tất cả đều đẹp đẽ hơn, rực rỡ hơn bởi màu sắc còn đỏ. Màu cờ đang hòa lẫn với màu trắng xanh biếc của những chiếc áo mới học trò. Thật tự hào khi chúng ta là những người con được sống trong cảnh ấm no, thanh bình, được học tập, rèn luyện và làm việc dưới mái trường Trung học Chủ Nghĩa. Chúng tôi tin rằng năm học này lớp sẽ có nhiều thành tích cao trong học tập.